sau khi FIFA thông báo World Cup 2034 sẽ chỉ xem xét đề nghị đăng cai từ các nước châu Á và châu Đại Dương. Ả Rập Xê Út đã nhanh chóng gửi thư trình bày kế hoạch sơ bộ cho cơ quan điều hành bóng đá thế giới vào ngày 9 tháng 10. Ban đầu, đất nước Trung Đông muốn đồng tổ chức giải với Hy Lạp và Ai Cập. Tuy nhiên, ba quốc gia không tìm được tiếng nói chung và giờ đây thì Ả Rập Xê Út đã ngỏ ý là đăng cai độc lập. Theo Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út, ông Yasser Al-Misehar, việc nộp đơn xin đăng cai World Cup 2034 chỉ là bước tiếp theo trong hành trình biến ước mơ thành hiện thực. Theo nguồn tin từ Daily Mail, FIFA có vẻ như đã thực sự bị ấn tượng bởi đề nghị của Ả Rập Xê Út. Nếu Ả Rập Xê Út thực sự trở thành nước chủ nhà, đây sẽ là lần thứ 3 châu Á đăng cai World Cup sau 2002 tại Nhật Bản, Hàn Quốc và 2022 tại Qatar. Sau quyết định của FIFA về việc tổ chức World Cup 2030 tại châu Âu, Bắc Phi và Nam Mỹ, chỉ hai châu lục, châu Á và châu Đại Dương còn lại trong cuộc đua cho World Cup 2034. Với thông điệp này, cơ hội của Ả Rập Xê Út trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết. Ả Rập Xê Út không chỉ nhận được sự ủng hộ từ khoảng 70 liên đoàn thành viên FIFA, mà còn được hậu thuẫn mạnh mẽ từ hai liên đoàn châu lục châu Á và châu Phi.